Hello, xin chào mọi người quay lại với kênh Snap gia đình đồng cầu cuộc sống ở Việt Nam. Ok mọi người, hôm nay em sẽ ăn sốt nha mọi người. Trứng sốt cà kèm với dưa leo và một ít ớt hiểm nha mọi người. Em sẽ ăn kèm chung với bánh tráng thì đây, bánh tráng đây là sẽ chấm cùng chén nước mắm thần thánh của em đây. Siêu ớt, siêu cay luôn, nước mắm nấu nha mọi người. Ok, trước khi ăn em sẽ uống nước nha. Hôm nay em sẽ đổi ly nha. Ôi, sụp xếp như này nè. Chua chua. Tại vì nó có vị chua, cà chua. Được rồi luôn. Bây giờ đi. Cũng tráng vô thử đây. Trên đây có ớt hiểm luôn nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Đây, một đùm ớt của em. Hôm nay em sẽ chơi lớn luôn. Ăn luôn ớt. Nhìn trái đi. Bánh chén nước mắm nhiều. Không được. Tôi bị ớt hiểm. Cay. Cho mở tủ lạnh lấy. Thuốc vị ngon hơn nha. Tướng hình đúng rồi. Cái cay thơm thơm. Toàn chậm không ké luôn. Hãy
Vừa ăn cho nên mình cũng không cần tránh. Sẹp sẹp rất là ngon luôn, cay nha mọi người. Mấy cái đồng hành nó rất là thơm. Quá nhiều ớt. Wow. Có một cái ớt thêm. Quá cay. Chỗ mà ngọt. Quá chưa chắc. Quá kìa. Wow, quá kìa.
Ít ai ăn được nha em. Em ăn nhiều cái món lạ. Ớt cũng rất là ngon. Nãy giờ ăn nóng ruột luôn nhưng mà xúc xắc. Xong hết rồi, tàu vắng. Quá tuyệt vời, mọi người thấy ăn ngon miệng, mọi người cho cái like và đăng ký nha. Cảm ơn rất nhiều, bye bye và xin hẹn gặp lại mọi người.